Quay cái biết mày là con lồn. Kỷ niệm thì mẹ kỷ niệm trong cái nghĩa trang Văn Miếu này. Đây là kỷ niệm bốn mươi mấy năm, 50 năm rồi mới quay lại chiến trường xưa cái bục Văn Miếu. Cái bục nghĩa trang liệt sĩ này bao nhiêu năm rồi mới quay lên. Ngày xưa ngủ trên này không đấy Đức Hưng ơi? Mẹ mấy thằng Văn Miếu ngủ ở trong đây. Đây cái nghĩa trang người sĩ này ngày xưa là mình ngủ ở trong này không đây các bạn ạ. Bọn mình lên quậy ngủ trên này. Đó. Mình quay để cho các bạn biết là mình về quay về cái hồi ức kỷ niệm xưa. Nghĩa trang liệt sĩ ngày xưa là các cái mộ này. Úi giời. Thiêng không? Bạn thấy chưa? Thằng nào ném á? Tôi tự bỏ ra kìa. Bạn thấy không, ngày xưa tôi quậy tôi nghịch à, ghê không? Đừng chủ quan nhá. Ghê không? Nói đến giận mình nhớ không? Lại tôi đấy. Tôi nổi da gà luôn á. Nổi da gà này. Bạn thấy chưa? Bạn gà luôn á. Tôi bạn ấy đi. Không này. Nhưng mà tôi quay này bạn ấy thấy không? Điểm. Không có cái gì hết. Nhưng để là có một cái ký ức. Bạn ơi về đây. Đấy nghĩa trang liệt sĩ ngày xưa hả? Má nó nổi da gà. Thiêng không? Cũng bình thường thôi. Nó nổi da gà luôn ấy. Ngày xưa là cái mộ này là mình chạy rơi, mình nhảy. Rơi mà đéo rơi vào đầu anh em. Không mà người mình nó báo giọng cho mình về thôi. Mình về thôi. Đấy ngày xưa mình nghịch ở đây này. Đấy các cái mộ này là nhảy đấy các bạn. Đấy. Mà các bạn về đây. Về này. Đó. Ký ức một thời nữa đó. Kỷ niệm ba mấy mấy năm rồi. Quay về cho ông bà Hiên Việt và ông bà xem nữa bạn. Về nhanh. Về, lên đây, tôi chở bạn về. Lên chưa? Ôi, tắt đây. Hai cái áo xe này. Ủa, mày xe vé này luôn, chửi.